Đây em ơi, nói chung mà phụ kiện em về, nói chung hàng về nhiều quá, nó dập chịu không nổi nên tính bán lẻ phụ kiện mà thôi. Về nguyên thùng, bán hết nguyên thùng cho anh em mình luôn. Đó, thì anh em nào quan tâm thì mình lụm ha. Thì sau đây em sẽ chi tiết cho anh em như thế này. Mấy cái này là cái hộp gỗ để đựng đồ thôi, có hàng Nhật nè, nhưng mà này hàng thường đó, chứ không cao cấp gì hết. Đồ thôi, cái hộp nhựa này mới xịn nè. Đặt in da băng luôn không? Đây, cái hộp này mới chất lượng nè, mới chưa sử dụng nè. Đó, thì phụ kiện em về ha, cái chi tiết cho anh em mình xem. Được mấy con mồi nè, con ráp ba ra nè, một con mồi nè, con này thì không có hộp nha, con này V55 gì nè, con này con gì đây, Durabass, con ráp ba ra 2 khúc original, 4 con trong hộp thì được 3 con, 3 con này xịn, 3 con này cho anh quấn mấy em quấn bóp quấn zip hàng ngắn nè, Katen Blue Ocean, 3 con lưỡi to chà bá nè, 3 con này hàng xịn giá mắc nè. Đó, rồi mấy cái này đây, thập và lần hết một cái bao tay đeo sọt ngón này anh em chưa sử dụng nè. Cái này là phao đèn câu đêm nè, cái này nguyên một bộ để câu tráp hanh, câu mấy cái sòng đâu nè. Đó, chưa sử dụng nè. Còn trong đây quá trời phao nè, phao đủ loại kính thưa luôn nè, chuyên cho anh em câu ISO nè, rộng màu luôn nè. Đó, dây gì nè, nhóc hết có chì cho mình thế nè. Đó, kiện mình như thế nè. Tiếp chuyển qua bên đây, nguyên cái hộp luôn nè, hộp 3 ngăn nha, 4 ngăn với 3 ngăn rồi 1, 2, 3, 4 ngăn luôn. Cũng có hộp nhựa Nhật luôn nha nè. Cái hộp này không, nó đã mấy trăm ngàn, 400-500 ngàn à. Hay lắm, có nhiều cái lắm. Nè, một cây gỡ lưỡi nè, cái kẹp gấp bằng nhựa, một cây gấp cá bằng kim loại inox nè. Mấy cái này là mấy cái chì linh tinh nè. Đây, mấy anh em mua sắm, ví dụ anh em mình mua lẻ thì nhiều tiền lắm anh em. Lưỡi câu mồi mềm mani vậy nè. Đây một bịch 4-5 bịch mồi mềm nè. Đó. Cái này là cước câu còn dây trong này nè. Cái này mấy mani rồi mấy cái chặn chì rồi nè. Xuống tiếp dưới này. Có một cây kìm nè anh em. Một cây kìm cắn lưỡi, cây kìm gỡ cá nè. Đây là cái kéo luôn nè. Đó, này nguyên một sắp lưỡi nè, lưỡi câu có thẻo sẵn trong đây anh em, một bịch nó không phải một cái hàng gam cao su này nha, không phải một cái đâu. Ở trong đây nó còn một đống trong này nữa nè anh em, gỡ ra 5-7 cái 10 cái gì đó, sắp nè 5 bịch như thế này nè, đó là mấy chục cái thẻo lưỡi trong này rồi. Linh tinh nè, này dây cước nè, cuộn cước nữa nè. Đó, một cây gỡ cá chưa sử dụng nữa nè. Nói chung cái mấy này là mấy cái thẻo lưỡi nó bung ra linh tinh nè, em không có gắn lại, em bó thành cái nè, 4-5 cái trong đây nè. Đó, anh về anh em mình coi tháo và sắp lại đây cũng vậy nè. Đó, gắn thẻo lưỡi tùm lum đấy chứ, nó dính tè le hoặc meo này hết. Thôi mấy cái này là mấy cái chì này nè. Thôi mấy cục chì này giờ anh em ra tiệm anh em mua 1 cục phải 10.000, 15.000, 20.000 tùy theo size, nếu mà chì neo thế này ít nhất cũng phải 20.000 cục. Chì neo đủ loại nè, thập và lần hết đi. Đó, với mấy chục cái bịch lưỡi chị anh em nữa, anh em câu biển nữa, này là đúng bài luôn nè, đủ loại thèo chì lưỡi, các loại cá biển, cá nâu, cá rìa, rồi thẻo móc, thẻo treo, thẻo ngâm gì, cá giò, cá nóc mít gì, ôi nó gặp trong đây đủ hết nè. Honor Gamakatsu, ôi mấy chục bịch trong này nè, về anh em mình coi nghiên cứu thêm. Còn cá bơn, cá da trơn, cá sòng, cá nục, cá gì nữa nè. Đó, con cá mú cái gì này là thập vào lần hết mấy chục lưỡi này nè. Đó thì tất cả hết trơn đồ mình đây nè. Đó, hết luôn đây luôn nè, 6-7 con mồi, 2 cái hộp nè, hộp này được luôn nè, hết vô đây luôn nè. Em bán em mình giá 2 triệu nha, không tách rời món nào hết, không có thời gian để bán rời nha nè. Đó, chốt hết luôn anh em nào hay đi biển câu rồi đó, hay đi ra mấy cái trụ điện gió, hay đi biển đi thuyền rồi đó, câu dài hạn rồi đó, dài ngày đó, anh em mua mấy này nếu về câu. Ha, số điện thoại và Zalo anh là 0919192035 em tên nghiệp nha nè.